Hello, xin chào anh chị. Lại là em Tâm đây, em Tâm chuyên viên tư vấn bất động sản khu vực Nha Trang Khánh Hòa. Chào mừng quý anh chị đã đến với kênh YouTube Nha Trang Nhà Đất Của Tâm. Chiều hôm nay em đang ở tại thực địa ngay thôn Hoàng Lây của xã Khánh Hiệp thuộc huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Hôm nay muốn giới thiệu tới quý cô chú anh chị hai lô đất thổ cư, nguồn gốc đất dân cắt bán phía sau lưng em, nằm trên mặt tiền đường tỉnh lộ 8C, hiện tại là đường nhựa 12m và sau này quy hoạch mở rộng 42m luôn anh chị. Hai lô này giá đầu tư cực kỳ tốt, chưa tới 2 triệu cho một mét vuông. Là một lô là mỗi lô có sẵn 100 mét đất thổ cư luôn. Ngay khu vực dân cư rất là đẹp, chỉ từ 488 triệu cho một lô và 530 triệu cho một lô. Cực kỳ đẹp. Để quý cô chú anh chị hình dung dễ hơn thì em sẽ quay review xung quanh để quý cô chú anh chị mình hình dung dễ hơn nha. À, tiềm năng ở xã Khánh Hiệp thì anh chị biết là từ vị trí của mình là xã Khánh Hiệp có dự án là khu quy hoạch khu đô thị sinh thái rộng quy mô 165 hecta và khu vực này là gần chợ, gần trường học. Rất là đẹp, cách về như trung tâm Nha Trang là 37 km đường ô tô, cách về bên dân xã là tầm 2 km thôi. Đó, để quý cô chú anh chị hình dung dễ hơn thì em sẽ quay xung quanh và bay thêm vài hình ảnh lên cam trên cao để anh chị hình dung tổng quát về khu vực này được dễ hơn nha. Đây, anh chị, đây là hai lô đất mà ngày hôm nay em Tâm muốn giới thiệu tới quý cô chú anh chị đây. Từ ngay cọc đỏ này, ngang qua bên trụ sơ màu đỏ này là 10,6 m và chia là hai lô, là mỗi lô là ngang 5,3 m, có mỗi lô là có 100 mét đất thổ cư. Đó, rất là đẹp luôn, ngay khu vực dân cư luôn nè anh chị. Đây là lô đất này, là mình hiện tại là mình đang nằm trên mặt tiền đường tỉnh lộ 8C. Đường hiện tại tỉnh lộ 8C là đường nhựa rộng 12 m và sau này quy hoạch mở rộng 42 m. Theo hướng tây này của em là cách về ủy ban dân xã Khánh Hiệp là tầm 2 km, và cách về ngay chỗ dự án khu đô thị sinh thái của xã Khánh Hiệp quy mô 165 hecta là chỉ là 6 km. Đó, và khi muốn đi vào dự án khu đô thị sinh thái đó là sẽ đi qua cái con đường tỉnh lộ 8C này, cho nên là rất là tiềm năng trong tương lai. Và theo hướng tây này của em là cách về ngay ủy ban dân xã Khánh Bình, trường mẫu giáo, trường học là tầm 3 km, và hướng này là đi về Nha Trang của mình là tầm 37 km thôi anh chị. Rất là đẹp. Với một lô đất thổ cư, sẵn thổ cư ngay mặt tiền đường miền nhựa 12m như thế này, quy hoạch 42m, giá chưa tới 2 triệu/m, giá cực kỳ tốt để quý cô chú anh chị đầu tư luôn. Đây là lô số 1 này, từ đây ngang qua đây là 5,3 m. 5,3 m, lô này là diện tích là 354 m², có 100 mét đất thổ cư, trừ quy hoạch mở đường 42m là trừ khoảng tầm đó là vào khoảng quy hoạch vào mất 9m anh chị, là còn lại là khoảng tầm để em 354 m², để em trừ 354 trừ cho 47 là sẽ còn lại là 307 m², thì lô này với giá bán là 530 triệu em chia ra là chỉ có 1.720.000 cho 1 m², để có sẵn 100 thổ cư luôn. Đất bằng phẳng vuông vức trước sau, lô số 1 này là nở hậu, phía trước là 5m3, dài 53m, nở hậu phía sau là 12m. Trên đất là hai lô để có sẵn cây ăn trái gồm mít nè, chuối nè, đang cho trái rất là nhiều. Và đến bước chân qua đây, từ đây qua là 1. Đó, từ đây qua đây là 5m anh chị. Từ vị trí chỗ kia cây cọc này ngang qua đây là 5m. 5m là lô này là có diện tích là 305 m², và trừ quy hoạch giao thông mất 47m là sẽ còn lại là 258 m², chia cho 488 triệu thì chỉ rơi vào là chỉ 1.890.000 cho 1m thôi. Đó, trên đó là cây cối sẵn rõ ràng. Và bên lô số 2 này là anh chị thấy là có một trụ điện nè. Một trụ điện nằm trong đất thì cái này cũng không ảnh hưởng, tại vì cái đây là phần đất xong là nằm trong phần quy hoạch giao thông cho nên cũng không ảnh hưởng gì cả. Đó, anh chị thấy trên đất là chuối nè, rất là nhiều buồng chuối nè, là chứng tỏ đất ở đây rất là tốt, phù hợp cho quý cô chú anh chị làm nhà vườn. Hai lô này là trên đất là có chuối nè, phía sau là có kẻ mít nữa. Đó, anh chị thấy chuối rất đẹp luôn. Ở đây này dân sinh ở rất là nhiều, những nhà vườn mái thái tại khu vực này, đường hai ô tô tránh nhau luôn anh chị. Chỗ chiếc xe em là anh chị thấy là hai ô tô có thể tránh nhau thoải mái luôn. Đất bằng hết đây, đất bằng vuông vức trước sau hết. Nguồn gốc là từ cái nhà bên đây cắt ra bán nè anh chị, cái nhà mái tháo bên đây cắt ra bán hai lô. Đó, cây chuối còi còi đây là cũng có một buồng luôn nè, có trái luôn nè anh chị, rất là đẹp. Thổ nhưỡng ở đây rất là tốt, thích hợp để làm nhà vườn. Và đây là đối diện nè, ở khu vực này là người ta trồng mít và trồng chuối rất là nhiều. Thay vì 400-500 triệu anh chị đầu tư một lô đất đường bê tông thì có thể là mình đi xe hơn một tí, nhưng mà mình lấy những lô đất đường nhựa này thì rất là tiềm năng, có thể là vừa ở vừa kinh doanh mua bán hoặc sâu á. Anh chị cũng biết mà đối với những lô đất mà mặt tiền đường tỉnh lộ á thì giá không bao giờ tuột mất giá, mà hiện tại là hai lô này là
Nếu mà em tính ra là chỉ bằng giá đất quy hoạch thổ cư thôi anh chị à. Tại vì mỗi lô hiện tại là anh chị thấy là giá chỉ có như lô này là 1 triệu 7 20 nghìn cho một mét. Lô này là em chia ra là chỉ có 1 triệu 8 90 nghìn cho một mét. Mặt tiền đường tính lộ 8C hiện tại là giá đất mà quy hoạch thổ là anh chị cũng biết là người ta đã bán từ 1 triệu rưỡi tới 2 triệu mét rồi. Mà hai lô này mỗi lô có 100 mét thổ cư luôn. Giá cực kỳ hợp lý để quý cô chú anh chị đầu tư luôn. Trên dưới 500 triệu mà có một lô đất nằm ngay mặt tiền đường tỉnh lộ, mặt tiền đường nhựa 12m, sau này quy hoạch mở rộng 42m luôn. Quá tiềm năng, quá tuyệt vời, giá cực kỳ tốt để đầu tư. Đó, xung quanh anh chị thấy nhiều nhà là ở đây là khu vực là có thể là kinh doanh buôn bán được nè. Nhiều nhà mái thái rất là đẹp tại khu vực này. Xung quanh là cây cối rất là nhiều. Em quay review xung quanh để anh chị xem vài tí, sẽ bay thêm vài hình ảnh là cao nhân cao tổng quát khu vực này nè. Để quý cô chú anh chị hình dung dễ hơn. Ở đây có đường điện cao thế, điện ba pha nè, đường điện dân sinh đầy đủ. Khu vực này là anh chị thấy nhiều nhà rất là to, nhiều nhà vườn tại khu vực này. Đây là ngay khu trung tâm của xã, nói chung là mình ở đây là đầu của xã Khánh Hiệp và cuối với giáp với xã Khánh Bình. Đây là khu vực trung tâm nối liền hai xã cho nên là rất là nhộn nhịp. Cách ủy ban dân xã Khánh Bình là 3 km, cách ủy ban dân xã Khánh Hiệp là 2 km, gần chợ, gần trường học, gần mẫu giáo. Đó, xung quanh dân cư nè rất là nhiều luôn. Đó, rất là đẹp luôn anh chị. Đó, đường điện dân sinh nè. Và trên lô đất của mình đó, đó là có một cái đường điện dân sinh nhỏ như thế này. Và sau này quy hoạch đó là sẽ vào trong qua, đi qua khỏi cái trụ điện luôn, vào xét cái vách tường bên kia, cho nên cũng không ảnh hưởng gì nhiều hết. Đó. Với cái giá 2 triệu là để diện tích để trừ quy hoạch giao thông luôn anh chị. Chứ tính ra nếu mà một lô 350 mấy m², một lô 300 m² mà giá nếu mà không trừ quy hoạch đó là chỉ có 1 triệu mấy trăm mét thôi. Mà mỗi lô có sẵn 100 mét đất thổ cư. Quá tuyệt vời. Giá này chỉ mới bằng giá đất quy hoạch thổ thôi. Quá đẹp luôn. Đó, quá đẹp luôn anh chị. Dân cư ở nè. Đất thì vun vút trước sau. Tại vì hiện tại là đang rào ở đây rồi. Là tí em sẽ bay lên cam là anh chị sẽ dễ dàng hình dung hơn. Đó, chuối nè. Anh chị thấy đất rất là tốt không? Có những buồng chuối rất là xa trái nè. Đó, những buồng chuối nè. Phía sau là có mít nè. Có sẵn vườn chuối nè, là điều này chứng tỏ đất ở đây là thổ nhưỡng rất là tốt, phù hợp cho cô chú anh chị nào thích làm nhà vườn đó, thì rất là tuyệt vời. Và ở đây là nếu mà anh chị nào mà tài chính tốt đó, lấy luôn một cặp này ngang 10,6m mặt tiền như thế này thì tuyệt vời. Có sẵn 200 thổ cư luôn, làm nhà vườn hoặc là để sau kinh doanh mua bán cũng rất là tuyệt vời. Hai lô này đều nở hậu hết. Lô này 305m đó, là dài 53m, phía trước là 5,3m, phía sau nở hậu là 6,3m. Hướng đông nam, mát mẻ. Quá tuyệt vời luôn. Hai lô này cực kỳ tiềm năng để quý cô chú anh chị đầu tư luôn. Anh chị nào mà biết về thị trường bất động sản ở Khánh Vĩnh, Khánh Hòa thì sẽ biết được giá tại khu vực này, giá quy hoạch thổ như thế nào. Và hai lô em tâm review ngày hôm nay á, mỗi lô có sẵn 100 mét thổ cư luôn. Với mức giá cực kỳ tốt, chưa tới 2 triệu cho 1 mét vuông. Nhân ra tiền cũng vừa phải, hợp lý, trên dưới 500 triệu. Có một lô đất nằm ngay mặt tiền đường nhựa 12 mét, sau này quy hoạch mở rộng 42 mét. Quá đẹp, tiềm năng đúng không ạ? Rồi, để em sẽ bay một vòng lên kem trên cao để quý cô chú anh chị xem tổng quát về khu vực xung quanh lô đất mình được dễ hơn nha. Đây, anh chị, với góc bay lên kem này, em sẽ bay bán kính một vòng quanh vị trí của lô đất để quý cô chú anh chị cảm quan tổng quát về khu vực được dễ hơn. Từ trên cao nhìn xuống anh chị thấy là xung quanh lô đất là dân cư ở rất là nhiều. Đất nằm phẳng trước sau, vuông vức, không lỗi, không dính mộ. Nằm trên mặt tiền đường tỉnh lộ 8C, hiện tại là đường 12m và sau này quy hoạch mở rộng 42m ngay khu vực dân cư. Quá đẹp luôn. Khu vực này là điện nước dân sinh đầy đủ. Đó, xung quanh là bao bọc dân cư ở rất là nhiều. Với góc bay này sẽ giúp cô chú anh chị cảm quan tổng quát khu vực được dễ hơn. Quá đẹp. Nằm giữa hai xã, đó là xã Khánh Hiệp và xã Khánh Bình. Nơi đây là xe cộ chạy qua lại rất là nhộn nhịp, sầm uất. Nằm gần dự án khu đô thị sinh thái của Khánh Hiệp, 165 hectare. Quá đẹp, quá tiềm năng để đầu tư luôn ạ. Đó, nãy giờ thì em cũng đã quay review xung quanh và cũng như bay vài hình ảnh là cam trên cao thì ít nhiều quý cô chú anh chị cũng đã hình dung được về hai lô đất mà ngày hôm nay em Tâm muốn giới thiệu tới quý cô chú anh chị rồi đúng không ạ? Thứ nhất là mặt tiền tiềm năng là mặt tiền đường nhựa 12m, sau này quy hoạch mở rộng 42m. Và tiềm năng thứ hai là nằm gần dự án khu đô thị sinh thái quy mô 165 hectare của xã Khánh Hiệp, rất tuyệt vời để đầu tư. Và cái thứ ba nữa là anh chị thấy là đây là khu vực ngay dân cư luôn,
đường điện dân sinh, điện nước để có đầy đủ, rất là tuyệt vời, thích hợp để đầu tư, thích hợp để làm nhà vườn luôn. Đó, quý cô chú anh chị nào có quan tâm tới hai lô đất này thì hãy gọi cho Tâm với số điện thoại là 0899 0339. Em Tâm sẽ mời chị đi xem đất thực tế và cũng như là hỗ trợ tư vấn pháp lý cho anh chị nếu anh chị quan tâm tới sản phẩm này ạ. Tâm biết ơn quý anh chị đã dành thời gian theo dõi đoạn clip của Tâm. Tâm mến chúc quý anh chị luôn nhiều niềm vui, luôn nhiều sức khỏe và đặc biệt luôn thành công trong những thương vụ đầu tư của mình. Tâm mời quý tất cả mọi người.